Chào mừng bà con đã đến với kênh YouTube của Thiết bị Chăn nuôi Hoàng Giáp. Chắc hẳn bà con đã rất quen thuộc với các video trước của Hoàng Giáp, cùng các bảng dự toán lên lồng cho gà Ai Cập siêu đẻ, các bảng dự toán thiết bị trang trại. Hôm nay, Tâm An đang có mặt tại Hữu Lũng, Lạng Sơn để nghiệm thu trang trại gà Phượng và sẽ cùng bà con làm một bảng dự toán mới cho trang trại gà siêu khủng này. Đây là khu trang trại của công ty cổ phần dinh dưỡng Hải Thịnh với diện tích 83m dài, 20m rộng. Hiện tại Hoàng Giáp đảm nhiệm việc cung cấp thiết bị và lắp ráp thành phẩm lên lồng cho 13.500 gà, tương ứng với khoảng 1.500 lồng. Với diện tích như trên, để tiện chăm sóc, Tâm An đã chia chiều rộng thành 6 dãy kép, và mỗi dãy chứa 248 lồng, tương ứng với mỗi hàng lồng chứa 62 lồng gà 1m35. Thiết kế này giúp thông thoáng chuồng trại, các dãy lồng không bị sát tường, tránh nóng ẩm. Và bây giờ, mời bà con cùng Tâm An xem tiếp video để xem toàn bộ vật tư mà Hoàng Giáp đã thi công và số liệu cụ thể cho trại này. Tổng vật tư trang trại bao gồm các hạng mục như sau: 1.488 lồng gà đẻ 1m35, 837 máng ăn nhựa dẻo 2m4, 503 cây nước dài 4m, 5.030 van nước và tách hứng, 590 chân đơn đỡ lồng gà, cùng với một số các vật tư phụ khác. Công trình được hoàn thành sau 15 ngày, kể cả vận chuyển hàng hóa và lắp ráp thiết bị. Nhìn vào sự tin tưởng và hài lòng của khách hàng, Hoàng Giáp luôn cố gắng hoàn thiện hơn nữa để phục vụ bà con. Với cam kết hàng hóa chất lượng đảm bảo, mức giá phù hợp và vận chuyển nhanh chóng, bà con có nhu cầu hãy nhấc máy và gọi ngay cho Hoàng Giáp theo số điện thoại hiển thị trên màn hình. Cảm ơn bà con đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.